Ăn chung. Cứng. Bye.
ổng chán rồi. Có kẹo luôn rồi. Có một hôm sư phụ đi tìm ổng không kêu ngõ sao. Anh sư phụ nhà ổng sao. Cái túi mình kia nó quay qua. Ôm vô, ôm vô, ôm vô, chứ không phải là núp lùm. Trời ơi. Cái ngõ không kêu sư phụ. Cái sư phụ hỏi nhà ổng không. Cái ngõ không hỏi ai trả tiền. Oh, yeah.